đúng rồi. Đúng rồi. Ủa? Chụp đi mọi người. Ê đây hả? Chụp đi à? Mấy này hả? Mấy này hả? Đây nè. Nhưng mà bên phải tiếng Anh. Bên phải đây hả? Bên nào hả? Bên nào hả? Dạ, ê Tuấn lấy thoại quay giùm Tuấn. Tuấn, lấy thoại quay giùm một đường thôi. Tính rồi, tính rồi quay đi. Nhanh lên. Nhanh. Chụp chưa, chụp chưa. Cười mặt lạnh. Cười mặt lạnh. Em tôi mặt lòng nha. Làm dưới kia, làm dạch dưới nha. Cười nha mấy chị ơi, cười nha. Cười nha. Dạ. Ok rồi. 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 Chị thôi hả? Chị nói hả? Ủa đâu? Nhẹ thở tiếp em. Ông luộc chưa? Hai cái sau là của Điện Thành Phố. Của Điện Thành Phố nè, lớp 3 nè, không phải luôn. Rồi cái cầu gì? Quần xe con. Công viên. Công viên gì? Không phải công viên. Công viên Tao Đàn. Yeah! Đâu có gì đâu. Công viên Tao Đàn. Công viên đâu? Chị đi đâu? Trời ơi, bệnh viện Chợ Rẫy. Đúng không? Em mang nữa hồi em đi ngay. Chụp giống mình. Trời, em nhắn tin trong group rồi mà.
nhóm mình ê nhóm ta luôn, nhóm ta luôn hả, nhóm ta buồn quá, nhóm ta đi chơi luôn quý buồn quá, ai đi nhậu quân nè. Bây giờ không chị thử thách mà ngày mai cũng phải diệt chị Diễm nha mọi người. Chị ơi. Mai cũng phải diệt chị Diễm. Ủa yên hả? Ngày mai là quyết định là đúng rồi chị. Không. Chị vẫn nguyên minh để mà ép tim ngoài thao. Sao ly chưa vô? Nhưng mà tự nhiên quần em chột quá chị vậy. Em ấy muốn đổi chỗ không? Thưa quý vị, sự kiện đặc biệt phát sóng tập 1 Đi Việt Nam Quay Nó sẽ được bắt đầu trong một vài phút nữa. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng một chỗ ngồi để bữa công chiếu được bắt đầu. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và cái điều này đó không biết là chị nghĩ rằng 8 thành viên còn lại ai cũng vậy hết á. Vui nè, nhưng mà vất vả là không kém. Và đặc biệt là chương trình rất là hạt nha mọi người. Chương trình rất là hạt luôn mà không có cho thí sinh nghỉ ngơi lúc nào. Mọi người tưởng tượng 23 ngày mà đi 10 tỉnh ở Việt Nam và quay 10 tập thì nó là một trong những sự cố gắng rất là nhiều của cả ekip cũng như là 10 thí sinh. Nhưng mà chắc chắn là ở chương trình Việt Nam Quay Nó Đi Việt Nam Đi là những câu chuyện rất là thú vị và cực kỳ dễ thương. Không có kém phần drama, nhưng mà cái sự drama này đôi lúc nó rất là dễ thương. Em tạo drama chứ ai? Ủa mình em hay là có cả chị? Không, mình em không, mà một cái tay thì không bỏ lên tiếng đâu nha, một bàn tay thì không tiếng đâu nha. Thủy là Thủy chỉ đóng vai là chuyên gia cố vấn để cho Hương Ly tạo drama cho các đội khác thôi. Thủy là giống như là một người giống mặt thôi á. Chứ là nói gì là lộ hết. Ly thì Ly cảm giác là Ly không có bị tụt cân, nhưng mà người nó ốm đi nhiều. Đúng ốm mà đen rất nhiều, mọi người có thể thấy đen đen mà đen một cách đen rồi kinh khủng luôn. Ly thì hoạt động nhiều thì Ly sẽ ăn nhiều hơn. Đúng rồi, hoạt động nhiều sẽ ăn nhiều hơn. Có vài người lên cân giống như là chị Mạch Diễm chẳng hạn. Mạch Diễm lên cân đó mọi người. Trong cái hoạt động đấy thì có một cái hoạt động rất là mình có một cái trận bóng. Và sau đó thì mọi người được ghép từng hình ảnh các cầu thủ thì cảm giác của Hương Ly và Mơ Thủy như nào với cái hình cái đắng của mình trong cái tư thế như thế. Thực ra là cái sau bao nhiêu năm gầy dựng hình ảnh đẹp, sexy, quyến rũ thì chỉ một thử thách thôi là phá hoại hình ảnh của mình hết luôn. Và cái gương mặt đó là giống như là không cho nó muốn đẻ trứng luôn á mọi người. Nó chôn vùi vào quá khứ. Và thôi, nói chung là mọi người cũng thấy hết rồi. Thì bao nhiêu gương mặt xấu cũng đã lộ ra hết rồi. Thật ra Ly cũng đứng dưới góc nhìn là khán giả. Vì xưa giờ Ly cũng biết chị Thủy là một người có hình tượng là sexy, khỏe khoắn và năng lượng. Nhưng mà thật ra không phải đâu nha mọi người, không hề nha. Ở chung đội mà thi chung 10 tập với rất là nhiều thử thách, mọi người biết là Mô Thủy là một người trời ơi rất là kiểu là vượt xa khỏi trí tưởng tượng của mình với những cái điều mà khó đoán lắm. Em nói thẳng đi, em nói thẳng luôn. Tên, mập mờ lại ví dụ như là tên là Thủy nhưng mà thật ra không phải là Thủy mà là Thủy là nước đúng không, nhưng mà cực kỳ sợ nước luôn. Thì đó ở dơ mọi người cho nên là không có tắm nhiều cho nên sợ nước. Nhưng mà thực ra là Thủy cũng hay có rất là nhiều nỗi sợ, đặc biệt là sợ bóng á. Đó cho nên là trận đá banh vừa rồi thì bị bóng hơi đè chút xíu. Nhưng mà không sao. Sợ bóng nhưng mà giành là thủ môn nha. Bây giờ vẫn là xinh đẹp nha. Thì có thể thấy qua chương trình này thì chị em cũng mong thủy cũng như tức là hai người chúng ta có nhiều cơ hội hiểu nhau hơn đúng không ạ? Không, em chỉ sợ là trong chương trình này đang diễn nhau thôi. Nhưng mà ví dụ những chương trình khác á, mà để hai chiến tiếng em sợ chiến tranh này một lần nữa nổ ra thôi. Thì đó, lúc đó thì tôi đó tính. Bởi vì sau chương trình thì phát hiện ra là tính cách của hai dạng khá là tương đồng với nhau về một số mặt. Nên thành ra là kiểu lúc mà làm việc teamwork với nhóm có những điều rất là thuận lợi. Nên đó cũng là một trong những yếu tố rất là tốt cho team non lá như chương trình này. Mà có nghĩa là mọi người rất là phải coi. Chứ không mà nhảy hàng trước là biết hết rồi sao. Nhưng mà có một điều là chị Thủy là một trong những hậu phương mà giúp Ly chơi dơ trong chương trình. Ý là mình chỉ bạn cách chơi dơ thôi, còn bạn chơi theo cái kiểu nào dơ cấp 10 hay dơ cấp 1 là cái do Ly lựa chọn. Thì mọi người cũng biết rằng là đâu phải lần đầu tiên đâu. Thì mọi người cũng xem trailer của Việt Nam Why Not rồi trả lời chị Hoàng Yến này nọ đó. Nói nên là Ly đứng ra là gương mặt đại diện cho team nón lá. Vậy thì Mô Thủy có coi cái việc tham gia chương trình này là một quyết định đúng đắn để cho mình khép lại năm 2020 là thêm được thành công không? Tham gia chương trình
mình Việt Nam Quay nó là một cái quyết định mà sáng suốt nhất trong năm nay. Tại vì thực ra không phải năm nay là chỉ có chương trình này không, mà còn nhiều chương trình khác nữa. Nhưng mà khi mà mình tham gia, mình được đi nhiều nơi rất là đẹp, và mình nó đẹp ngoài cái sức tưởng tượng của Thủy, với Ly, với lại Khánh Vân luôn. Và cái điều đó làm cho mình thấy là không phải chương trình Việt Nam Quay nó mà chỉ làm reality show không, mà về quảng bá và du lịch rất là tốt. Và hy vọng rằng sau khi mà xem chương trình Việt Nam Quay nó xong, mọi người sẽ có cảm hứng đi du lịch nhiều hơn và thúc đẩy ngành kinh tế du lịch ở Việt Nam. Còn với Ly thì cũng đã làm nhiều chương trình thực tế tại Việt Nam rồi, mà chương trình Việt Nam Quay nó thì Việt Nam Đi cũng là một chương trình rất là đặc biệt. Đối với Ly nó cảm giác như một bộ phim gì đó, có ba nhân vật chính là Non Lá, Thăng Rằm và Quay Thao. Thì nó có những lúc mà thăng trầm lên xuống, mà có hỉ nộ ai ố rất là nhiều, và bật mí luôn cho mọi người là trong bộ phim này cũng có những nước mắt. Nước mắt đến từ những người mọi người nghĩ sẽ không bao giờ rớt nước mắt đâu nha. Đừng có vợ là Mô Thủy rồi. Nên là mọi người hãy đón chờ xem buổi tập nào nha. Nhưng mà thật sự rất là hấp dẫn đó. Hai chị em mình cũng tính kế hoạch Giáng sinh cho năm nay được gửi chút đến khán giả sao không? Rồi Giáng sinh năm nay thì cũng giống như những Giáng sinh năm trước là vẫn là một mình nha mọi người, và vẫn là ăn Giáng sinh cùng với gia đình của mình. Và hy vọng rằng cái mùa Giáng sinh này, mặc dù là trong năm 2020 nhiều biến động, nhưng mà mình vẫn có nhiều cái niềm vui, niềm hạnh phúc của gia đình của mình là hạnh phúc lắm mọi người. Một Ly thì đơn giản thôi, Giáng sinh sẽ đi lễ nhà thờ và sau đó là về nhà cùng gia đình. Cảm ơn chị em, cảm ơn mọi người nhiều ạ.